vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình nhá. Thì ở clip này mình sẽ làm về vị tưởng đó là Zone anh em ạ. Thì hiện tại bây giờ tem bàn đó là có ý định cửa bóc. này thì cửa bóc này tốc biến chơi luôn này, lên bảng điểm số ôi. Chỉ là 2 điểm hỗ trợ thôi. Khá là đáng tiếc anh em ạ. Thì ở trận đấu này thì mình đó là không ở trong phòng nhá, nên là wifi nó hơi chập chờn một xíu. Thực sự thì anh em thông cảm một xíu nhá. Đôi lúc thì cái phòng của mình đang làm ấy, nên là hơi bừa bộn một xíu. Nên là mình di chuyển đó là ra ngoài một xíu thì thời gian sau thì chắc chắn đó là mạng sẽ ổn định hơn. Ôi, Mina thêm bàn làm gì đấy? Ôi, tự nhiên cổng cho mình một mạng này. Láng à. Cảm ơn rất là nhiều nhá, tự nhiên được một mạng gọi là free anh em ạ. Thì nhắc chuyện đó là đến việc làm phòng. Thì thực sự thì mình cũng muốn đó là có một phòng thật sự là tốt. Anh em ủng hộ nhiều thì nói chung mình sẽ cố gắng cải thiện đó về chất lượng cũng như là nhiều cái nữa. Thì hy vọng đó là anh em ủng hộ. Còn trong thời gian này thì có vẻ là chất lượng thì không được tốt cho lắm. Thì cũng mong đó là anh em thông cảm cho mình nhá. Thì cũng đáp ứng yêu cầu đó là ra cái clip đều đàn cho anh em ạ. Ôi Mina nó khỏe quá, nó quật kia ôi. Thôi rắc béo tém mình không chạy được mất rồi. Nhưng không sao cả, pha này thì ngộ không tém mình lại trả thù được rồi. Hiện tại thì mình chưa lên được level 4 và lên level 4 rồi này. Rồi với gió này thì ở clip này mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho gió nhé. Đặc biệt thì mình sẽ lên lối trang bị gọi là bắn những vị tướng trâu bò cực kỳ là thấm và thốn luôn. Ở trận đấu này thì tém bàn mình sợ nhất là ai? Thứ nhất đó là IG này, thứ hai đó là du cá này, hoặc là những cú thôi miên đến từ vị trí của Mina. Còn đối với Van Hên thì chỉ cần có bảo kế một xíu thôi là mình chắc chắn thì thắng thế đó là Van Hên của tem địch rồi. Nói chung ping thì mình do phòng đang sửa ấy, nên là wifi ở xa một xíu nhá, nên là đôi lúc nó hơi gọi là không được tốt cho lắm, nên là cũng mong anh em đó là thông cảm một xíu nha anh em. Mình biết là thế này thì đôi lúc cũng gây ức chế cho anh em, nhưng bản thân mình thì cũng khá là ức chế. Chơi game mà làng thì gọi người ta gọi là thắng bài tài wifi ấy. Nhưng mà thôi bỏ qua vấn đề đó đi, thì hy vọng đó là nó chỉ lãng ít thôi, không lãng nhiều là được. Hiện tại thì thế trận ấy thì nói chung cũng chưa có quá là nhiều lợi thế. Ôi pha này, ôi bị Mina kéo nhưng không sao cả anh em ạ. Pha này một phá, ôi hụt tốc biến cực kỳ là đẹp đến từ vị trí của Grak này, ngon. Ôi nhưng mà lượng đám của Zone đầu game thì chưa đủ, Mina thì giai đoạn đầu game nó cực kỳ là khỏe nữa. Những đòn đánh thương thì giúp nó, ôi ôi pha này ngon này, ngon này, ngon này. Ôi pha lo mùa hay thế, pha lo lùng hết mang rồi. Ôi pha này mình vào kiếm mang nào, đúng rồi. Sau đó là 5 điểm hỗ trợ thì cũng lùng được một mang cho anh em, ăn rồi toàn hỗ trợ cả thì cũng không hay cho lắm. Với xa thủ thì cố gắng là ăn mang và sánh nhá. Đối với gió này là một quấn bài về lết, mình nói rằng đó là lương đám của Zone mà được bắn giai đoạn về lết đấy thì xạ thủ nào cũng phải đó là kính nể ấy. Nhưng mà quan trọng nhất nó có điểm mạnh thì điểm yếu của nó là đồ cơ động rồi, đối phương rất chi là dễ bắt nếu anh em không giữ được vị trí tốt. Thì mình thấy bộ trang phục này thì hiệu ứng biến về khá là đẹp, nhưng mà về chiếu thì mình cũng thấy bình thường anh em ạ, hiệu ứng biến về thì rất chi là sinh động luôn. Nói về Zone, sau khi đó là nó có thay đổi là sát thương chuẩn, có chỉ mang ấy, thì nó là một con quái vật thực sự anh em ạ. Nhưng bây giờ thì nó không còn đó là khả năng sát thương chuẩn chỉ mang nữa, nên là thực sự Zone thì cũng không được anh em quá là ưa dung. Nhưng mà nó vẫn là một vị tướng chơi rất chỉ là ok nha anh em. Thì hiện tại bây giờ thì có giá ta tay mình hỗ trợ được một phá hút, đúng rồi, quá là hay luôn. Lùng ngay đó là mạng siêu Việt này, ba đầu ba. Và tay mình đó là giành chiến thắng rồi. Có Grak, chỉ cần Grak kéo và hụt tốt là mình bắn free anh em ạ. Bởi vì tầm tay Zone rất chỉ là xa so hơn đó là Van Hên rất chỉ là nhiều. Rồi pha này ra ta bay đi, đúng rồi. Ôi ra ta biết chơi, ra ta biết chơi. Ôi tưởng là ăn được màng, nhưng mà pha đó thì trúng chắc có lẽ là cũng không đủ đám, không trúng chứ trúng chắc có lẽ không đủ đám anh em ạ. Lùm được thêm một màng nữa. Sau đó là bao lần hỗ trợ thì mình cũng xanh xanh rồi anh em ạ.
ăn được vai màng đối với gión thứ nhất, đó là có thể tích được nội tài đến từ phù hiệu gia tăng cống nữa. Kèm theo đó thì giúp đó là gión sánh, mà anh em cũng biết rồi, gión sánh thì không phải bàn cãi nữa rồi. Ôi Mina, này thì Mina chơi không? Chơi không? Ôi nó có 10 điểm, ôi quạt sát thương chuẩn kìa. Thôi, thôi không solo. Sai rồi, pha này mình sai thực sự rồi. Mình tưởng là solo ăn được nó ấy, ai dè là không ăn được anh em ạ, bị nó quạt. Cứ nghĩ là mình sánh ai dè là không ổn rồi. Bởi vì tầm này mình có chưa có đám xuyên giáp anh em. À, cái nhà. Cứ tưởng là nó là con mồi ai dè, cuối cùng mình là con mồi dành cho nó ấy. Mina thì sau khi đó là thay đổi nội tài thì nó cũng cực kỳ là khỏe nhá. Vừa có khả năng hồi phục tốt, kèm theo đó thì có sát thương chuẩn này anh em, đám chuẩn nữa. Thì hiện tại bây giờ mình... Ôi pha này, chạy đâu. Gia ta tay mình chơi tốt nhá, bay pha nào cũng tốt cái. Đối với gia ta mà bay được thì cực kỳ là mạnh, mà không bay được thì cực kỳ là phải... Ôi, con xỉu máu kia. Pha này lại dính ông Mina rồi, Mina nó trấu quá, 10 điểm nó quạt kìa. Ôi, Mina chơi hổ báo cực kỳ luôn anh em ạ, nhưng mà hổ báo có cơ sở. Nhưng pha này thì bị đó là mịt tém mình chặn rồi, không biết có làm gì được hay không. Ôi, mịt tém mình thấp máu rồi, lại dính ông Mina tiếp rồi. Pha này thì chắc có lẽ là mình sẽ đẩy cái trụ này nha anh em. Chờ xíu nữa mình lên được cái món đồ đó là xuyên giáp bắn Mina cho nó thấm anh em ạ. Bây giờ thì có cái bắn theo phần trăm máu rồi, cũng ổn rồi. Lên thêm đó là thành kiếm chí mà kết hợp thêm rồi Muramasa nữa thì khi đó mới trì Mina tốt. Chứ tâm này là bắn Mina chứ xì nhế lắm anh em. Thì chất tưởng của gión là vậy, mà giai đoạn đầu game thì tất nhiên là anh em cố gắng là phá một xíu, ổn một xíu thì giai đoạn late game anh em bắn cực kỳ là đà luôn. Đặc biệt mà đối phương gọi là đứng song song một đường ấy. Hiện tại thì về lượng trụ thì tém mình cũng chỉ mới đó là có 2 cái trụ thôi, còn tém địch thì cũng chỉ có đó là 1 cái trụ rưỡi. Nói chung thế trận thì cũng không chênh lệch nhiều. Pha này thì có pha giao tránh ở đường giữa này, pha này xa chơi nhá, chơi luôn đấy. Mina này thì trấu bò với chúng tôi này, trả thù được rồi anh em. Trấu nhưng mà bá đánh một thì làm sao mà trấu được anh em. Rồi hiện tại thì ôi Flo Timing liệu có quẩy được hay không, nhưng mà có vẻ là không quẩy được rồi. Pha này mình bắn này, ôi chiêu cuối ăn được màng của IG quả là thơm luôn. Đối với John thì chiêu cuối có thể kết thúc màng từ xa cực kỳ là tuyệt vời nha anh em. Pha đó thì nói chung cũng bắn mò thôi, bởi vì mình cũng không biết hướng nó di chuyển ở đâu cái, bắn mò cho nó vui thôi. Ai dè là ăn được màng của IG tem địch. Hiện tại thì Ngô Không Tém mình đang chửi đó là phơ ló, khi mà phơ ló toàn ăn bùa hay ăn quái của Ngô Không ấy. Chửi nhau thế này là dễ đó là xích mích làm anh em. Bây giờ thì lượng đám của gión rất chi là ổn rồi anh em ạ, bây giờ chỉ cần là được bắn thôi. Bây giờ thì gọi là cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bắn cả thế giới anh em. Hiện tại bây giờ mình thấy là có giáo tránh nhá, Ngô Không thì đang bị đuổi này, pha này chơi này. Ôi vạn hiến pha này thì tạm biệt rồi, gia ta tê mình. Ôi, gia ta bay tốt thực sự anh em ạ, pha nào bay cũng thành công ấy. Rồi pha này chơi luôn đấy, chạy đâu, trâu bò thì ra đây, trâu bò bây giờ ra đây. Trâu thì đánh lâu cùng chết. Lại chửi nhau rồi. Ok, pha này sẽ lùng được con búa đỏ. Ai đi chơi không? Thực tế phá đỏ tại sao mà mình tự tin như vậy, bởi vì có cái rạc đó là xuất hiện rồi mà. Rồi ai rí này. Ôi, phá đỏ mà kẹo là ngon này, kẹo trúng là ngon rồi. Này thì ai rí này, anh em thấy chưa? Bắn lũ luôn này. Chiếu cuối kết thúc này, ôi, không được rồi, không kết thúc được rồi.
Thôi không sao cả anh em ạ, dù sao thì cũng đẩy được cái trụ đó rồi, vậy là ổn rồi. Ôi, pin hơi vàng một xíu rồi anh em ạ. Này thì trâu bò về chúng tôi này, bây giờ đừng có nói đồ trâu bò đối với John. Chạy đâu, ai đi chạy đâu. Này thì Mina, này thì trâu bò này. Giai đoạn đầu game cứ tưởng là ăn được mình đây, cái máu hổ bảo anh em ạ. Mình cho một nồi tài này. Ui, chơi không, pha này tốc biến này. Lùng ngay rồi, triple kill liền. Đầu game cứ hổ bảo trâu bò với mình. Bây giờ mình có một đứa cái kiếm đánh theo phân trăm máu kết hợp với ngọc, kèm theo đó thì có thêm là kiếm Muramasa nữa, thì trâu bò nào mà chịu nổi. Mina tem địch nghĩ mình là bổ đời, là cứ lao vào ấy. Giống như giai đoạn đầu game ấy. Đừng đua với John late game. Rồi với John phù hiệu thì mình sẽ lên sử dụng bộ phù hiệu thánh thuần nhé. Khi thấp máu thì được buff một lớp giáp nhỏ. Còn về trang bị thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên thì sẽ lên cho nó, đó là đôi giày tăng tốc đánh, đôi giày du mục. Này thì Mina này, đây đây, trâu bò anh em thấy này. Này thì trâu bò này bốc hơi anh em ạ. Mina cũng bốc hơi chứ đừng có nói là những vị tướng máu giấy ấy. Irie này, này thì Irie này, Irie với chúng tôi này, Irie với chúng tôi, Zuka với chúng tôi. Ôi, ôi làm gì vậy, làm gì vậy? Pinh đỏ này. À nhưng mà phá đầu không láng thì chắc là mình cũng lên bảng điểm số rồi. Bị zone Zuka cũng như là Irie nó zone đám rồi. Nhưng mà pha đỏ thì láng thực sự anh em. Máy là láng đúng lúc ấy, láng đúng lúc đó là mình gần lên bảng điểm số. Về trang bị dành cho John thì mình sẽ lấy như sau. Đầu tiên thì giày du mục tăng tốc đánh, tiếp đến thì kiếm phân nía đánh theo phân trăm máu, tiếp đến sẽ đánh lên cho nó thành kiếm nó chỉ mang một món đồ xuyên giáp, đó là kiếm Muramasa, một món đồ tăng tốc đánh cùng như đó là chỉ mang đó sóng đao bảo tạp, và cuối cùng sẽ lên cho nó cánh nánh dưới 50% máu thì sẽ chịu thêm đó là 30% đám. Về bảng ngọc dành cho John thì mình sẽ lên như sau. Ngọc đỏ sẽ lên cho nó tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang. Ngọc tím sẽ lên cho nó đó là 7 viên, đó là tốc đánh tốc chạy 3 viên hút máu, còn ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp. Phần đó bao ngồi không tém mình nãy giờ thì cứ hai bên là cứ chửi nhau rồi. Pha này có giao tranh này, bỏ qua con rồng một bên đi, lùng một màng này, chiếu cuối là thêm một màng nữa này, hai điểm hạ gục luôn này. Tự nhiên quả là thơm anh em ạ, bỏ con rồng phải là sáng suốt. Trận này ping hơi vang một xíu thôi, ping ngon ngon phát thì chơi tốt đấy. Thực sự xem anh em không biết có láng hay không, chứ mình chơi thì nó hơi láng một xíu ấy. Ok, bây giờ thì chắc có là tổng tấn công và kết thúc trận đấu thôi. Bởi vì hiện tại thì anh em có ý thấy thì trận cũng khá là kéo dài rồi. Mà kéo dài mà tém địch về lết thì cũng khá là mạnh đấy. Rồi pha này thì chuẩn bị lấy được trụ rồi. Dù sao một đường lính siêu cấp và cái trụ này thì mình cấu rỉa thì chắc có lẽ là đợt lính này nữa là lấy được cái trụ này nha anh em. Ôi ôi Mina này thì trâu bò với chúng tôi đi. Mina cứ nghĩ là mình rất chứ là trâu ấy. Ai dè là máu lại cực kỳ là dày. Ôi đỡ xỉu anh em thông cảm nhé. Chắc có lẽ là sẽ kết thúc trận đấu sớm thôi. Chứ để kéo dài mà xỉu nửa láng phát nửa mật để sát thương chủ lực thì thôi xong luôn, thua ngược thì lại tồi tém nữa anh em. Rồi pha này lấy trụ nhá, và chắc có lẽ là cố gắng là kết thúc trận đấu luôn thôi. Rồi pha này này, giúp béo này, lên bảng điểm số này. Một màng này, liều có ăn được cái quả đao hay cứu hay mega cứu, ôi không được rồi. Giá ta tém mình chơi tốt quá, bay phát nào cũng trúng, có đông đội thế này thì mình cần gì chơi nhiều anh em. Cứ đứng và bắn phơ rí thôi à. Chơi không? Mina đâu rồi? Lao ra đi bạn ơi. Đúng rồi. Này thì trâu bò với chúng tôi. Này thì trâu bò với chúng tôi này. Chơi không? Trâu bò với chúng tôi. Này thì hồi phục máu với chúng tôi này. Này thì chạy với chúng tôi này. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây thôi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Thì chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công. Bye bye.